Trại bò Thanh Tính em xin chào bà con cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay trại tiếp tục về bò mới anh chị em ơi, nhưng mà về rất là nhiều nha anh chị em, số lượng rất là nhiều nha. 3B kem, kem vàng, rồi 3B bông, 3B đen, đặc biệt là có những chú bồ độ dữ lắm nha anh chị em. Anh chị em thấy đứng hình không, khiếp không đó, từ dai là mông mà không chê được nha anh chị em, dai là mông dữ thần lắm nè. 3B bông, 3B bông trắng, bông găm cũng có luôn nha, 3B đen cũng có luôn nha anh chị em. Thì địa chỉ của em là ấp Tư, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại của trại là 0389 047 298 nha bà con cô chú anh chị. Em sẽ quay tê từng con từng chi tiết cho anh chị tham khảo nha. Tại vì hôm nay về số lượng rất là nhiều bò đó anh chị em. Ngày mai là ngày 29 cũng tốt ngày, cho nên mình tranh thủ cho anh chị em mình lựa chọn con giống mình nuôi cho nó đạt nha anh chị em. Hiện giờ là mười mấy con bò. Đầu tiên là con số 1 nè anh chị em. Khủng không? Đòn dài cực kỳ luôn nha. Con kem trắng quá đẹp anh chị em ơi, đứng cái hình đây nè. Đặc biệt là cái đòn nó rất là ghiền luôn nè. Cái đòn và dàn chân móng anh chị em ơi, không có thể chê được nha. Chân rất là đẹp luôn, thẳng gan luôn. Chiều cao 1m1 nha anh chị em. Dàn dai nữa anh chị em thấy nè, chứ dàn đầu nó anh thấy chưa? Lúc nào bò em cũng cổ ngay nha. Đó, anh thấy chị em thấy không? Chân móng rất là đẹp nha. Mỏ rất là to luôn nè. Chiều cao 1m1, chặng tuổi 7 tháng nha anh chị em. Da cực kỳ đẹp luôn nè. Bò anh chị em ơi. Bò bữa nay là về đổ rất là nhiều nha. Thì anh chị em gần xa đó, có trong lúc chờ đợi thì mình alo số điện thoại của trại giùm em nha. Đây, dàn dai nè. Họ biết cái dàn dai bao là một gang tay nha anh chị em. Bò trắng này cái đòn ghê gớm lắm nè. Cái đòn rất là dài nha. Đặc biệt dàn mông nè anh chị em ơi, rất là đẹp bò nha. Hết biết cái dàn mông không? Dàn mông mình là 4 tấc là không bao giờ hết nha. 3 4 tấc không giờ hết dàn mông nha anh chị em. Dàn chân cạnh đuôi trên bộ lưng S2 nha anh chị em. Cạnh đuôi rất là to nè. Đặc biệt là thẳng băng luôn nè anh chị em ơi, dàn dai nè. Đó. Hàng 7 tháng nha anh chị em. Hàng lực độ ngang dàn dai nè. Ở sức còn nó mới vậy em không có đứng gần này được nữa anh chị em ơi. Nè, em sẽ bao là dàn dai mình mở một gang tay nha. Dàn cổ nè anh chị em. Một gang tay không hết. Không bao giờ mà qua một gang tay nha, dàn cổ quá độc. Biệt cái đòn nè, rất là dài luôn. Hết biết luôn. Đòn cực kỳ dài luôn nha anh chị em. Sau đây em báo giá bò số 1 luôn nha, kem trắng. Dàn tuổi 7 tháng, chiều cao 1m1 nha anh chị em. Với giá tại chuồng là 19 triệu nha bà con cô chú anh chị. 19 triệu ba bê con kem trắng số 1. Giá tại chuồng là 19 triệu bao độ nha anh chị em. Bò này là con hàng hiếm nha anh chị em. Số 1 là 19 triệu. Đòn cực kỳ dài luôn. Tiếp con số 2 nè, là con kem vàng anh chị em. Đặt tuổi 6 tháng rưỡi. Chiều cao 1m mốt đổ lại nha anh chị em. Mét mốt đổ lại, con này chắc yếu mét mốt. Chân móng mà hoàn thiện nha. Không trầy xước, không tật lỗi nha anh chị em. Cạnh đuôi trên mua lưng nè. Đó, dàn dai nè. Dàn dai lúc nào cũng đẹp nha anh chị em. Dàn dai nè, dàn lưng nè anh chị em thấy không? Thẳng rang, dàn cổ nè. Dàn tuổi 6 tháng rưỡi đổ lại nha anh chị em. Ăn rất là giỏi luôn. Ăn rất là giỏi luôn nha. Cũng yếm rất là sát luôn nha anh chị em. Bò đông quá trời, mình về hơi tối nè. Quay nói chung là bò độ mình nói độ là độ nha anh chị em, tiền nào của đó nha. 1m1 bỏ lại con bò này nha, tuổi 6 tháng rưỡi, bò kem vàng. Chân móng ở đây là bú khớp thòng gúng là trại sẽ bao hoàn toàn, không có nha, cục đuôi rồi ở đây em sẽ bao hoàn toàn. Có giá tại chuồng là 17.500.000 nha bà con cô chú anh chị. 17.500.000 con số 2 nha, là 17.500.000 nha anh chị em. 17.500.000 con kem vàng cực kỳ vàng dai. Dàn cổ nè anh chị em thấy không, một khúc nói chung là cổ ngắn, có một khúc dàn đầu anh chị em thấy không, rất là đẹp nha. Có giá tại chuồng là 17.500.000 nha, kem thì quá trời luôn, 17.500.000. Tiếp là cặp 3B đen nè anh chị em ơi, cặp 3B đen nè, đen thui luôn nè, nói chung là một con đen thui lùi luôn nè. Trạng tuổi 6 tháng rưỡi, đòn cũng cực kỳ dài luôn nha anh chị em. Nó mới về, nó mình không có là gần nó được nha anh chị em ơi.
Nói chung em cũng hơi nhát, không là gần. Không là gần nó được nha. Nó mới xuống bò cho nên nó cũng hơi nhát nha, từ từ nó mới im nha anh chị em. Đặng tuổi 6 tháng rưỡi đòn cực kỳ dài luôn nha. Em nói con nào đòn dài là dài à. Chân móng hoàn thiện nè. Chân gối là rất là thẳng nha. Em cũng im rất là sát luôn. Chiều cao là 1m mốt đổ lại nha anh chị em. Dàn dai là sẽ hở luôn. Bao dàn dai hở nha anh chị em. Đó, dàn dai anh chị em thấy không? Bò em lúc nào ở đây là lúc nào của trại cũng hở dai nha anh chị em. Nói chung là thòng cúng cục đuôi rồi tạc lõi em trên trại sẽ bao hết nha hoàn toàn nha. Cái con số 2 nè. Con số 2 nè, đang tuổi 7 tháng nha anh chị em. Chiều cao 1m1 nè. Con bò này pin nha anh chị em, đặc sệt luôn nè. Dàn mông cực kỳ to luôn. Khó kiếm ba bê đen lắm nha anh chị em. Này khó kiếm thằng bê bê đen nữa. Mông anh chị em thấy không? Gối này rất là thẳng nha. Thằng mông cực kỳ luôn, năm tắc bò luôn thằng mông. Thằng dai này. Mới về nó hơi nhát anh chị em ơi. Thằng dai quá khủng bò. Phê luôn nè, nhưng mà nó đặc lắm nha. Ba bê đen không gài có số anh chị em hỏi luôn mà không có, bữa nay có à nha anh chị em. Thằng cổ ngay. Thằng mặt nó là anh chị em thấy thương liền nè. Mỏ rất là to nè. 3B mà mặt như mặt kem mà mặt gãy anh chị em mỏ bự vậy nè. Thứ này ăn chịu sao chịu nổi. Ăn dữ lắm nè. Dàn cổ ngay. Đặc biệt cái dàn da lâm sát mịn trơn luôn nha. Đây anh chị em thấy không? Đó. Chiều cao 1m1 bỏ lại à nha anh chị em. Đặng tuổi 7 tháng nha. Đó. Thì sau đây em sẽ báo giá cặp bò 3B này luôn. Cặp bò 3B này tại trại là hiện bây giờ là 32 triệu nha bà con cô chú anh chị. Hai con 3B đây. Một con này có giá là 32 triệu nha, giá tại trường nha bà con cô chú anh chị. 32 triệu. Con này quá độc. 32 triệu cặp bò 3B đen. Là cặp số 2 nha. Sau tiếp là cặp 3B bông nè anh chị em. Độ tuổi 6 tháng rưỡi. Đòn dài nè. Cực kỳ dài luôn nè. Nhận tuổi là 6 tháng rưỡi, chiều cao là 1m1 đổ lại. Hơi yếu 1m1 nha anh chị em. Mình nói cho chắc nha. Ở đâu qua đó đàng hoàng. Chân móng hoàn thiện, không tật lỗi, không kỳ xước nha anh chị em. Chân mông thì thôi. Ở đây là không có bắt cái loại mà mông yếu yếu là không có bắt nha anh chị em. Nói chung là mông to, tại vì mới về nên nó hơi nhát nha anh chị em. Con nào cũng thấy mông rất là đẹp luôn nè. Đòn cực kỳ dài luôn, dòng mông nè anh chị em. Không có nói là chê được nha. Chân móng rất là thẳng nè. Mông cực kỳ to luôn nha. Một cặp 3B. Bữa nay có hai cặp 3B nha anh chị em. 3B bông. Con này thì cái đích thì quá rồi. Có giá tại chuồng là 27 triệu nha bà con cô chú anh chị. Đàn tuổi 6 tháng rưỡi, chiều cao là một con này là 1m5 đổ lại. Còn bên đây là 1m1 đổ lại nha anh chị em. Có giá là 27 triệu tại chuồng nha anh chị em. Cặp 3B bông. Cặp 3B đen thì 32 triệu nha bà con cô chú anh chị. 32 triệu. Con bò này dàn dai, da nó nè anh chị em ơi, thấy bóng, thấy mặt mình luôn nha anh chị em. Thấy mặt mình luôn. Mặt không chịu nổi, mặt gãy. 32 triệu cặp nè nha. Cặp bê bê đen. Đây là 27 triệu nha bà con cô chú anh chị. Và sau cùng mình quay trong clip chuồng trong là con dòng bò kem nha anh chị em. Độ nha. Con bò này cũng khủng lắm nha anh chị em, đòn rất là dài nè. Chiều cao 1m1, chặt tuổi 7 tháng. Chị em thấy dàn cổ không? Dàn dai không? Nó đứng cái đòn đó nè. Dàn cổ là cục đung nha. Tại lúc nào ở đây cũng phải lựa tuyển lựa nha anh chị em, chứ không có bắt bà lỡ. Móng hoàn thiện rất là đẹp nha anh chị em. Cúng yếm rất là sát luôn. Ở đây là sẽ bao dàn cổ. Dàn mông nè. Em sẽ quay dàn mông cho anh chị em xem con bò này mình không có chê được nha anh chị em. Ai có chuyên bên bò độ thì alo trực tiếp số điện thoại của trại hôm nay nha. Lúc này là về bò độ nha anh chị em. Phải có luồng nha anh chị em. Hên. Nói chung là lâu lâu 2-3 ngày, 3-4 ngày mới có con luồng như vậy nha. Dàn dai nè. Dàn dai khủng nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy dàn dai không? Dàn dai lúc đầu. Dàn tay lên. Dàn cổ nè. Dàn đầu là ăn tiền nha anh chị em. Dàn cổ thấy cũng mình không? Nửa gan. Nửa gan tay mình nha. Người ta 1m1. Dàn dai cực kỳ đẹp luôn nha. Khéo có cái đòn lắm nha anh chị em. Sau này báo giá tại trường luôn. Con bò kem vàng này dạng cô 7 tháng, chiều cao 1m1 nè.
có giá là 20 triệu thôi bà con cô chú anh chị. 20 triệu giá tại chuồng nha, chân móng hoàn thiện. Thằng biết nha. Alo trực tiếp với số điện thoại của trại nha. Em xin nhắc lại số điện thoại là 0389 047 298. Địa chỉ là ấp Tư, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha bà con cô chú anh chị. Đây, thằng siêu biết nha anh chị em. Tiếp tục lại là con kem vàng nữa nè anh chị em. Là con số 8 nè. Chiều cao con này cứng 1m1 luôn. Trạng cổ cũng 7 tháng nè. Cạnh đuôi rất là to luôn nè. Anh chị em thấy là cạnh đuôi không? Hết biết cạnh đuôi. Nó mới về nó đứng không có ngay ngắn mình hoặc không có quay kỹ được nha anh chị em ơi. Lúc nào có dàn dai đẹp dữ lắm luôn. Dàn dai lúc nào cũng hở hết. Mình không có là gần nó được nè. Này bữa nay hơi tối luôn. Dàn đầu nó nè anh chị em. Dạ F2 nha. Nó đang rất lông nha anh chị em. Con bò nè. Có cái tàn dữ thần lắm nè. Cái dàn cổ đi dàn mặt là anh chị em không chê được nha. Và số 8 này nè, anh chị em không có chê được cái dàn cổ nó với dàn mặt. Rất là đẹp bò. Mặt gãy nè, cổ cục bưng mà nha. Dàn dai nè. Dàn dai cực kỳ hở luôn nha. Sao đem báo giá tại chuồng luôn. 21 triệu nha bà con cô chú anh chị. 21 triệu giá tại chuồng nha. Chiều cao 1m1, chặng tuổi 7 tháng. Một cặp như thế này nè. Có 42 triệu rồi nha bà con cô chú anh chị. 42 triệu hàng kem độ nha, một cặp kem độ. Chân móng mà thấy ghiền luôn. Chân móng mà hoàn thiện không trầy, số không tạc lỗi nha anh chị em. Tại sao bao nha. Và sau cùng là cặp bò cuối cùng nè anh chị em. Là cặp số 10 nè. Còn số 9 còn số 10 nè. Đây là con kem mà nó mẹ gieo bb nó hên lên ba lai bong bong nè anh chị em. Với một con muối tiêu nè. Chặng tuổi 7 tháng nè, con muối tiêu chặng tuổi 7 tháng. Còn con kem á bản là 7 tháng rưỡi rồi nghe anh chị em, nhưng mà nó hơi có sừng dài tí, tại vì nó hơi giống mẹ nó nha. Chứ thật ra là nó rất là non bò nghe anh chị em. Rất là non. Đó. Đây là muối tiêu nè anh chị em thấy không? Muối tiêu. Cái màu muối tiêu nè ăn cực kỳ giỏi luôn nha, chiều cao cứng 1m1 luôn nha. Hai con bò này nè. Cao tàn nha anh chị em. Bao dai đôi nha. Chân móng hoàn thiện nha anh chị em. Chân móng rất là đẹp nè. Dàn dai đôi nha anh chị em. Móng cũng kỳ kỳ đẹp luôn nè. Đó. Cặp đuôi rất là to luôn. Dàn dai nè anh chị em ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Con này thì cao cả 1m2 nha anh chị em ơi. Chiều cao cả 1m2 thôi, ơi nó ăn nha. Chắc giờ nó câu đầu với nó ăn không có nhìn được cái dàn mặt. Cặn mặt thì khỏi nói rồi, con kem anh chị em biết, con kem phải mặt bự nha. Với một cặp như thế này nè anh chị em. Với một cặp như thế này là có 35 triệu rồi nha bà con cô chú anh chị. Giá tại chuồng nha. 35 triệu một cặp bò như thế này nha anh chị em. Cặp bò kem cuối cùng nha. Một con kem con muối tiêu nha anh chị em. Đó. Hơi thiếu ăn nha anh chị em. Nói chung con bò này hơi thiếu ăn. Con này thì nói chuyện khỏi chê rồi. Còn con kia á, con kia nó hơi thiếu ăn chút nha. Thì tiền nào của đó nha anh chị em, nhưng nó dòng F2 nha. Chân móng hoàn thiện, bao ăn uống thật lỗi nha anh chị em. Dàn mông cũng cực kỳ to luôn. Dai cũng đâu luôn nha anh chị em. Dàn dai nè, anh chị em thấy không? Đó, con nào như con đó đó. Ở trại mình thì không có nói bắt dê chiếc nha. Con nào cũng dai đôi hết. Ngày hôm nay trại bò về là rất là nhiều anh chị em. Nó ăn mà anh chị em thấy không? Ngày mai cũng tốt ngày đó. Thì anh chị em gần xa đó muốn trong lúc có lựa chọn con giống trời trại đó thì alo trực tiếp với số điện thoại của trại giùm em nha. Em rất chân thành cảm ơn anh chị em đã tin tưởng trại là từ lâu nay đã bắt ủng hộ của trại, bò của trại nha đó. Em quay từng chi tiết lại từng con cho anh chị em xem nha. 35 triệu nè đó. 41 triệu một cặp kem độ nha anh chị em. 41 triệu con bò này không thể chê được. Dàn đầu nè dài hết biết luôn. 21 20 nè, 21 là 41 một cặp. Đây tiếp tục là con này nữa nè, cặp nữa nè. 27 triệu nha bà con cô chú anh chị, cặp AB bông nha. Cực kỳ dai đôi đích đôi luôn nha. Bao dàn dai luôn nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy dàn dai nè. Con này nó liền, nó lùng mà nó dàn dai nữa anh chị em thấy. Mét trên 5 đổ lại. Đó. Còn ông này thì đòn dài. Nhưng cũng dai đôi luôn nha. Cổ ngay nha anh chị em. 27 triệu. Cặp 3B đen 32 triệu nha anh chị em.
Lúc này khó kiếm hàng đây nè. Rất là đẹp bò nha anh chị em, tuyển lựa nha, 32 triệu. Đòn dài cực kỳ luôn, bóng lưỡng lông luôn. Còn con này 18.500.000 nha, 17.500.000 nha bà con cô chú anh chị. 17.500.000 con kem. Liền, lùng liền đó, con này nó liền bò lắm anh chị em, mang ra để coi nha. Sau cùng bà con kem trắng. Kem trắng là quá độ nha anh chị em. Có giá là 20 triệu nha bà con cô chú anh chị. 20 triệu. Giá tại chuồng nha. 7 tháng nha anh chị em. Chiều cao 1m1, chân tuổi 7 tháng nha. Dàn dai khủng luôn nha, chân rất là đẹp nha anh chị em. Có giá là 20 triệu. Cặp đuôi tinh mua lưng luôn nè, cái mông có hết biết cái mông không? Thằng dai nè. Rồi sau đây em xin chào và hẹn gặp lại cái video sau ạ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bà con kính nha bà con cô chú anh chị. Thì trại em sát lâu lớn luôn nha anh chị em. Trại em sát lâu lớn luôn nha. Mờ rất là nhiều nha anh chị em. Rồi sau đây em xin chào và hẹn gặp lại cái video sau.